Người đàn ông xách theo bì tiền, giải ra đường và câu chuyện xúc động phía sau. Vào ngày 30 tháng 6, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội kể về câu chuyện của người đàn ông lớn tuổi khiến nhiều người xúc động. Trang SCMP đưa tin, theo video chia sẻ trên vỉa hè một con phố ở Trung Khánh, Trung Quốc, có một người đàn ông cầm từng tờ tiền 100 nhân dân tệ phát cho người đi đường. Vừa đưa tiền, người này vừa nói, nó, tiền, vô nghĩa với tôi. Mọi người hãy cầm lấy đi. Hành động kỳ lạ này của người đàn ông đã thu hút đông đảo chú ý của mọi người. Một số người xúm lại khuyên ông hãy cất tiền đi. Một số người nhặt lại những tờ tiền ông giải ra đường. Sự việc làm một góc khu phố trở nên xôn xao, cảnh sát đã đến hiện trường đưa ông cụ đi, giải tán đám đông. Đưa người đàn ông đến trụ sở cảnh sát gần đó, người này nói rằng mình họ Vương, 67 tuổi. Lý do ông đem tiền giải ra đường và phát cho mọi người vì quá đau buồn trước cái chết của vợ. Vợ của ông Vương qua đời vì bệnh nặng. Ông Vương cho biết, sau khi người vợ đầu ấp tay gối qua đời, với ông mọi thứ đều vô nghĩa. Biết tin, con gái ông Vương đã đến đồn cảnh sát để đón bố. Cô cho hay, sau khi mẹ qua đời, bố từ chối về sống chung với cô. Ông quyết định ở lại ngôi nhà đã gắn bó với vợ gần nửa thế kỷ và cũng là để tưởng nhớ về vợ. Sau vụ việc, cô con gái cho biết sẽ chuyển đến sống với bố trong căn hộ cũ và để ý đến ông nhiều hơn. Dù ông Vương ném rất nhiều tiền ra đường nhưng toàn bộ số tiền đều được người đi đường và cảnh sát giúp nhặt lại, trả cho ông. Câu chuyện xúc động của ông Vương sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều bàn luận từ dân mạng. Phần lớn đều nghẹn ngào trước tình cảm sâu đậm mà người đàn ông lớn tuổi dành cho vợ. Bên cạnh đó, một số ý kiến dành lời khen cho những người đi đường vào thời điểm đó đã không tham lam lấy tiền của ông.